Okay, xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn đến một cái lùi mới, bỏ cái lùi cũ để phát triển cái lùi mới nhé. Đồ shop, chúng ta vào shop mình sẽ nhấn E và nhấn vào cửa hàng, chúng ta sẽ mở cái băng tape sẽ vào đây, mở cái dao sẽ vào đây. Pin. Một shop mình chưa ăn nhiều đồ nên sẽ mình ăn ít đồ. Ok. Thì cái menu như sau. Thì nó khi các bạn bị ra đập 37 thì nó sẽ hiện phần trăm sát thương đây nhá. Vai 25%, cánh tay 25% và đầu đang bị 25% sát thương. Đây. Ok, cái này chúng ta có thể xếp được. Đến cái cốp xe nhé, mình review cái cốp xe nhé. Cốp xe chúng ta ấn H thì trong cốp xe hiện tại nó đang có số dụng cụ này. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cốp xe ra sau. Ok, đây là cái cụm xe 5% 5% và khi bạn va quẹt nó sẽ hiện chân tay đồ. No, I'm a positive this weekend. What up, big dog?